chào mọi người. Chào mừng mọi người đến kênh YouTube của mình. Hôm nay thời tiết Sài Gòn âm u nên lên hình không được đẹp, mong quý vị và các bạn thông cảm. Hôm nay cùng mình tham quan các dự án hai bên bờ sông tại trung tâm Sài Gòn. The Metropole Thủ Thiêm gồm 4 giai đoạn, tọa lạc tại vị trí đắc địa, giao nhau giữa các tuyến đường lớn và quan trọng, đặc biệt nằm dưới chân cầu Ba Son. Với mảng xanh từ công viên phía trước rộng hơn 10.000m2. Chủ đầu tư là công ty cổ phần Quốc Lộc Phát, đơn vị phát triển Sơn Kim Land. The Metropole Thủ Thiêm gồm 4 phân khu, trong đó đã hoàn thành và bàn giao phân khu thứ nhất. Phân khu 2 và 3 đang hoàn thiện. Phân khu thứ 4 thì đang được thi công móng cọc. Trong video, các bạn có thể thấy các tòa nhà trong dự án được ốp kính rất đẹp, tạo điểm nhấn cả ban ngày và ban đêm khi lên đèn LED. Trong khi các dự án ở Thủ Thiêm đang chững lại, thì The Metropole được xem là điểm sáng khi triển khai cùng lúc 4 phân khu, và tốc độ xây dựng cũng rất nhanh. Đối diện với The Metropole qua bờ Tây của sông Sài Gòn là dự án The Nexus quận 1. Dự án The Nexus quận 1 là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng, căn hộ. Dự án The Nexus là dự án cao ốc đa chức năng, cao cấp bậc nhất trung tâm quận 1, bao gồm một trung tâm thương mại, 3 tòa tháp dự án căn hộ cao cấp có hướng view trực diện sông Sài Gòn, một khách sạn và một cao ốc văn phòng hạng A cao cấp. Hiện giai đoạn 1 đã triển khai thi công và đang hoàn thành 2 tòa tháp. Như trong video các bạn thấy, cả 2 tòa tháp đều đang được lắp kính đến những tầng trên cùng. 2 tòa tháp được ốp kính nhìn rất đẹp và sang trọng. Khu vực này hiện tại đang có nhiều tòa văn phòng phun kính khá đẹp, tương lai sẽ có thêm một tòa thuộc giai đoạn 2 của The Nexus nữa. Tiếp theo hình ảnh đó là dự án The Sun Tower. The Sun Tower là dự án tháp văn phòng hạng A, cao 55 tầng, được kỳ vọng sẽ là biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên so với các dự án khác, tiến độ của The Sun Tower khá chậm. Hiện tại tháp chính đã lên đến sàn tầng 9, lõi tháp đến tầng 16, còn khối đế hiện tại đang chuẩn bị đổ sang tầng 1. Còn về các tòa nhà thuộc dự án Grand Marina Sài Gòn, hiện tại đã thi công đến tầng thứ 23. Đại công trường. Khi các dự án này hoàn thành sẽ thay đổi bộ mặt thành phố. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.